Sáng 18 tháng 9, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm đồng bào bị thiệt mạng và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh do bão số 3 và mưa lũ gây ra tại các khu vực, tỉnh, thành phố phía Bắc. Tại hội nghị, Trung ương đã ủng hộ đồng bào khắc phục bão số 3. Tại hội nghị Trung ương 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cũng có bài phát biểu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dành một phút tưởng niệm đồng bào bị thiệt mạng và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh do bão số 3 và mưa lũ gây ra tại các khu vực tỉnh, thành phố phía Bắc.